này không phải là vũng nước tự nhiên đâu con ơi. Con nhìn đi, cái này là cống đó. Cái cống này nó kéo nghe. 1, 2, 3. Bạn heo của Hoàng Kim được 2 gan. Em đi vô thai. Ủa sao tự nhiên ở đây có vũng nước mà còn có ốc nữa nè ta? Yes! Thôi hai em còn vũng bắt ốc đi đợi. Ý hay đó em. Hai đứa không khum cái gì ở dưới vậy con? À? Mẹ ơi ở đây có vũng nước quá trời ốc luôn. Oh no! Cái này không phải là vũng nước tự nhiên đâu con ơi. Con nhìn đi, cái này là cống đó. Cái cống này nó thông với cái hồ bên trong với cái đường này nữa nè. Cho nên mấy con ốc này nó mới bò theo vậy nó ở đây nè. Nước cống này thì nó cũng rất là dơ. Cho nên mình cũng không có nên bắt hay là lụm cái vật gì ở dưới cống lên, tụi con biết không? Thương quá, tí nữa mình bắt ốc dơ rồi. Em thấy con heo của chị kêu dài vậy chị với hông? Con heo đi cục ngủm thêm nhé, con đó em ra nè. Con heo của chị mập nên chị kéo dài hơn. Của em mới dài nè. Bây giờ mình thi đi. Mình coi con chó với con heo con nào kéo dài hơn thì con đấy chiến thắng. Yes. Được, chỉ mừng kéo mẹ làm trọng tài đi. Mẹ làm trọng tài, mẹ đếm 1, 2, 3 rồi hai chị em bắt đầu kéo nghe. 1, 2, 3. Bạn heo của Hoàng Kim được 2 gan. Yeah. Con chó của Gia Hân 1 gan. Để con yếu hoài, mẹ kéo tiếp con đi rồi con thắng nè. Được rồi, vậy mẹ kéo tiếp cho Gia Hân nghe. Tới 3 gan luôn. Như vậy Hoàng Kim với Gia Hân ai thắng đây các bạn? Gia Hân với Hoàng Kim, bạn nghĩ bạn nào xứng đáng thắng thì các bạn hãy bình luận ở dưới nghe. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.